tỏi á các bạn, mình không thể trồng trong nhà các bạn ơi. Mình làm cho nó lên mầm đẹp vậy thôi, chứ để vài bữa là nó héo từ từ á các bạn. Bữa hổm á mình cũng làm tỏi á các bạn, mình cũng để trong nhà thử lên đẹp lắm, rồi từ từ nó khô từ từ. Mà hôm nay á mình mới rảnh giờ, mình tranh thủ mình ra mình cắm nó xuống. Tại vì hành nó chịu lạnh được. Các bạn biết không, hành ở trong nhà mình á, mặc dù là mình để từ chỗ có ánh sáng rõ ràng luôn, mà nó vẫn yếu yếu đó, xèo xèo á các bạn ha. Không có được lâu đâu các bạn. Mình để cho các bạn biết như vậy để các bạn thấy người ta làm video mà đẹp quá. Các bạn đừng có tưởng là người ta để trong nhà nha các bạn. Người ta chỉ làm cho các bạn coi thôi, rồi người ta đem dẹp ra ngoài á, chứ người ta không có để trong nhà mãi đâu. Mình để thử nè, đến hôm nay thì mình phải đem cho ra, chứ không là vài bữa nó yếu nhớt à. Rồi mình sẽ trồng xuống đây. Bây giờ các bạn coi nè, hành của mình trồng hồi mùa đông á các bạn, bây giờ vẫn còn nè, chịu lạnh được. Cho nên cái này là hồi mình trồng mùa đông á các bạn, mình trồng hồi tháng 11 của âm lịch đó các bạn. Đó, mấy cái củ hành mà nó lên mộng mình đem ra đây mình để nó phát triển, nhìn thấy thương ghê các bạn. Nó xanh rờn luôn á các bạn, xanh mà kiểu xanh có nắng này các bạn. Nhìn nó cứng cáp dễ sợ luôn á các bạn, thấy không? Đó, nhìn mê ha các bạn ha. À, còn cái này là mình mới cắm xuống nè, nó mới lên nè. À, nói chung là mình thấy nó chịu lạnh được cho nên mình đem nó ra đây, mình cắm nó xuống đây. Hành nắng của mình nè, chỗ này mình mới cắt vô, mình làm mỡ hành xôi mặn á các bạn. Đó, mình làm xôi mặn á, mình cắt hai bụi đẹp nhất mình cắt rồi. Đó, còn mấy cắt ba bụi luôn mới ghê, đây bụi nữa nè. Còn mấy cái này á là nó mới lên lên thôi. Bữa hổm mình cho chị bạn cái mình để trong nhà mà chuột nó cũng ăn của mình nữa các bạn. Mình để ngay chỗ chân cầu thang á, nó tha mất cái bụi hành của mình luôn á, rồi cái mình phải tét ra mình trồng lại nữa. Nói chung là bị mình cắm đầu mình tét ra hoài à. Đây là cái đám hành mà mình trồng xong mình thấy nó cứ càng tày càng teo không biết nữa. Chỗ này cũng có nữa nè, mà nó chưa lên, nó chưa khỏe. Nói chung mình cắm xuống đại đây chứ mình cũng chưa có bón phân món gì hết, chắc có lẽ vậy cho nên nó không tốt rồi các bạn ha. Thôi giờ chỗ nào mất thì mình sẽ xăm vô mình trồng. Mình trồng được nhiêu đây hành này nè các bạn nè, mình trồng nó xuống rồi đó. Hy vọng là bắt đầu bây giờ bên bang mình nó ấm rồi các bạn, là hành nó phát triển. Chứ hồi chút trước mình đem mấy cái củ hành nữa, củ hành ra mình ghim nó lạnh quá, nó không ra rễ luôn á các bạn. Thì mình thấy dày thử coi nó có tốt hay không. Rồi nếu mà nó nhiều củ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ha, còn mà hết củ là mình không chia sẻ đâu. Bạn biết mấy giờ, 6 giờ rưỡi chiều rồi đó, nhưng mà cái tiểu bang mình á bây giờ là vô mùa xuân, cái 6 giờ rưỡi chiều mà nó vẫn còn sáng vậy nè các bạn. Mình tranh thủ mình ra mình băm băm mấy gốc kiệu cho nó có cái không khí á các bạn, tại vì mùa đông á mưa tuyết đè xuống á cái đất nó bị dẻ á các bạn. Mình xới xới lên cho nó một chút để cho nó phát triển. Kiệu của mình á các bạn biết không, bị cái con gì ăn á, cho nên nó là nó bị chừng lại nha các bạn nha. Chỗ này thấy nó cái ít nảy củ nè, còn trong này nè nó nảy củ thấy ham luôn á các bạn ơi. Mà mình tính vậy nè, mình bứng nó ra mình trồng lại không các bạn, tại vì mình muốn nhân giống thêm á. Mình nhổ cho các bạn coi thử nha, mình nhổ bụi này thử coi đó, mình được mấy củ các bạn. Ý, có con trùng đã quá. Bắt các bạn biết không, mình làm vườn rồi đó, mình thấy trùng á mình hết sợ rồi các bạn, tại có trùng á mình mới có đất mình có xốp được. Một cái này một củ nè, mình trồng cái là thành hai củ á các bạn, tại vì nó nhỏ nhỏ nè, kiểu này kiểu quế mà, cho nên nó không bự hơn các bạn, nó vậy thôi. Mình nôn lắm rồi, mình nôn trồng lắm rồi, để mình lấy nó vô để được 5 củ nè, một mình được 5 củ. Mình nhổ bụi này nữa đi, nhiều lắm các bạn ơi. Một lỗ nó vậy nè, nó được nhiều củ lắm nè. Đó, rễ nó tốt. Này được 4 củ nè các bạn nè. 4 củ mà ăn củ thịt, trong này 2 củ nữa nè. Đó là 8 củ. Mình nhổ cho các bạn coi ha. Mình mê kiểu lắm. Đó, lúc mình mua các bạn người ta bán cho mình nhỏ xíu à.
À, bây giờ mình nhổ vô mình để thử coi nó khô khô á, rồi mình trồng xuống thử coi nó làm sao ha các bạn ha, tại vì mình phải nghiên cứu vậy đó. À mà bây giờ mình thấy trên trên mạng người ta vẫn còn bán củ kiệu giống á các bạn, vậy chứng tỏ rằng là người ta cũng nhổ lên người ta bán thôi đúng không? Mình cũng nhổ lên mình bán được chứ ha. 1 2 3 4 5. Yeah, được á. À, bạn nào cần thì alo đi, mình chia sẻ giống đó. Cái kiểu này kiểu gì mà sao nó bự quá vậy nè. Ồ, có 2 củ à. Có 2 củ à. 4 củ. Ồ, lúc mình mua các bạn nó nhỏ xíu xíu à. Kiểu giống mà người ta bán cho mình nhỏ lắm. Hay, chút xíu vậy được mớ mê quá các bạn ha. Hay, mình thích đó, mình mê quá các bạn, không biết sao nữa, mình mê kiểu lắm. Quá chừng mê luôn. Mùa đông á các bạn, mình đâu có tưới gì đâu, chỉ có mưa thôi đó, không có phân phướng gì hết các bạn ơi. Mà đất có bị tuyết đè không mà nó cũng được như đây, đã thiệt luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mê quá. Mình nhổ vô mình để thử coi nó héo héo coi nó được bao nhiêu. Kiểu quế nó nhỏ vậy thôi nha các bạn nha, không có bự đâu. Còn bên kia là kiểu trâu, đi mình nhổ thử một bụi kiểu trâu coi. Ây da, ây da. Nhổ thử một bụi kiểu trâu coi. Bữa hổm á chỗ này nó bị trống, trống cái gì á, mình trồng xuống mà không biết chỗ nào là kiểu quế, chỗ nào là kiểu trâu nữa, mình không nhớ nữa. Để về mình coi video đó lại rồi mình nhổ, chứ giờ mình không biết. Cái này là chắc chắn kiểu trâu rồi nè. Ủa sao nó cũng nhỏ xíu vậy, hay là kiểu quế không nhớ nữa. Nhổ luôn cái bụi này đi. Rễ nó tốt dễ sợ luôn, trùng quá chừng luôn. Đó. Chắc cũng không có gì đâu, chẳng qua người ta bán cho mình củ kiệu nhỏ, người ta kêu kiệu quế hả. Thơm ghê các bạn ơi. Nhổ luôn. Thôi, mình quyết định mình nhổ, mình trồng lại. Mình nhân giống hết cái đám này luôn. Tại vì nhà mình là nhà thích ăn kiệu mà. Mình nhổ ra hết đi. Mê quá. Mê quá các bạn. Uống vô cái nước này đi. Nước này là cái nước mà mình trồng rau muống á các bạn. Trồng rau muống rồi cái mình để nó. Wow, đẹp quá các bạn ha. Mình trồng rau muống rồi mình chứa nước lại, không phải chứa nước mà nó mùa mưa nó mưa xuống á. Mê quá. Thích quá các bạn ơi. Kiệu quá các bạn, nó cũng cần đất xốp lắm các bạn. Đất mà dẻ quá nó không có phát triển. Mê quá không các bạn. Kiểu quế của mình đó. Này kiểu trâu nè. Nhìn nó tím tím ở trên này ha, còn kiểu quế nó trắng hả ta anh. Kiểu kiểu trâu nó tím tím, còn kiểu quế nó trắng hả anh? Thấy giống mặt trẻ mà. Giống không? Giống rồi. Trâu bò gì? Giống rồi hả? Không, kiểu này kiểu quế nè anh ơi. Con Thị nó chở cho gửi cho em qua này, nó kiểu quế cái giống nhỏ thôi, không có bự đâu mà nó trắng thiệt. Còn kiểu trâu nó tím mà nha. Rễ nó dữ lắm. Nó cái kiểu này kiểu trâu nè. Đúng rồi. Nếu mà phân biệt vậy là đúng rồi đó. Kiểu quế kiểu trâu á. Chứ này là mùa lạnh hết mà. Đang lạnh mà. Đó mà mình nhổ được vậy nè. Thôi giờ đem đi nhà chứ không để con chuột nó ăn hết của em. Ha ha, có lẽ vậy đúng không các bạn? Các bạn có ý kiến giùm mình đi, có phải kiểu trâu là nó tím tím vậy nè, còn kiểu quế là nó trắng trắng vậy nè các bạn. Kiểu quế này là mình mua ở Cali, của giống Cali qua đó, cho nên á, lúc mà người ta gửi giống cho mình là nó nhỏ nhỏ vậy nè, mà mình trồng bây giờ nó
bự bự thiệt nhưng mà nó cũng trắng nõn à các bạn ơi. Ha, đắc vậy quá. Các bạn nào thường xuyên trồng cho mình ý kiến thử coi. Mình mới trồng á cho nên mình không biết, nhưng mà mình chỉ thấy nó lạ vô đó đó. Đó, kiểu này thì mình mua ngày xưa là một đồng một củ. Đó, một đồng một té củ này nè. Đó thì mình trồng. Rồi kiểu quế này thì em mình nó mua giùm, nó gửi qua một đống luôn mà mình trồng, bây giờ mình được như đây nè. Để mình trồng lại mình nhân giống tiếp. Tạm biệt các bạn nha. Mình chia sẻ với các bạn vậy đó, mình nhổ thử để lên mình phân biệt kiểu quế, kiểu châu vậy đó. Các bạn subscribe kênh của mình đi, có gì mình biết mình chia sẻ thêm, các bạn có ý kiến gì cũng cho mình biết nha. Hay khác nhau rõ ràng luôn á. Trắng nõn còn cái này tím riệm.